Xin gửi lời chào tới toàn thể quý anh chị khách hàng trên mọi miền Tổ quốc cùng quay trở lại với Xe và Đam mê có địa chỉ ở số 175 đường An Định, thành phố Hải Dương và số hotline của bác Phúc là 0935 323333. Ngày hôm nay thì showroom của bên em mang tới cho các bác với một mẫu xe 5 chỗ gầm cao hạng sang đến từ thương hiệu của Đức, đó là Audi. Nói là xe sang bởi khi mới chúng ta phải bỏ ra mức giá lên tới gần 3 tỷ đồng thì mới có thể sở hữu được chiếc xe này. Nhưng ngày hôm nay thì với một cái mức giá mà đặc biệt chiên, và con này thì vừa về nhưng mà bên em sẽ bán cho các bác với một cái mức giá phải nói là các anh chị chúng ta không cần phải mặc cả nữa, và một giá luôn. Vâng, để cho và chất lượng sẽ quay rất là kỹ để các bác nếu mà cảm thấy ưng ý về chất lượng cũng như là mức giá của xe này thì các anh chị chúng ta chỉ cần nhấc máy và alo cho bác Phúc để có thể là hỗ trợ về những thủ tục mua bán sang tên đổi chủ với chiếc xe hạng sang đến từ thương hiệu của Đức này các anh chị nhé. Và thì đây là một chiếc Audi Q5 được sản xuất năm 2010 với khối động cơ 2.0 turbo. Vâng, một có thể nói đây là một trong những cái mẫu xe 5 chỗ gầm cao thiết kế quá đẹp mắt. Và các chị để thấy là đến thời điểm bây giờ không nhiều mẫu xe nó có thiết kế nó đẹp và nó không bao giờ bị lỗi thời như là chiếc Audi Q5 này. Đúng không ạ? Xe màu đen nội thất nâu da bò cũng khá là hiếm. Thường thì chúng ta thấy là nội thất đen thì nhiều, nhưng mà con này là được trang bị nội thất nâu da bò các chị nhá. Tất cả tình trạng của chiếc xe showroom của bên em cam kết với các bác nguyên zin nguyên bản. Xe không đâm xô, không tai nạn, không thủy kích, được chưa ạ? Và hồ sơ pháp lý là chuẩn chỉ để các bác chúng ta có thể dễ dàng sang tên chính chủ trong vòng một nốt nhạc. Vậy thì ngày hôm nay, một giá duy nhất cho chiếc Audi Q5 2010 này, 450 triệu đồng. Có nghĩa là chỉ rẻ như một chiếc i10, các bác đã có thể sở hữu được chiếc sedan, chiếc SUV hạng sang này. Và chi tiết chiếc xe ra sao thì ngay bây giờ xin mời các anh chị chúng ta có thể cùng em dành ít phút để theo dõi và đánh giá tổng thể chất lượng của chiếc Audi Q5. Và nếu anh chị nào chúng ta yêu mến và quan tâm thì như em nói, các bác chỉ cần nhấc máy và alo cho bác Phúc theo hotline 0935 323333 để nhận được sự hỗ trợ về những thủ tục mua bán sang tên đối chủ với chiếc xe này các chị nhé. Đầu tiên thì chúng ta có thể đi ngay giúp em vào phần đầu của chiếc xe này. Nổi bật đó là mặt ca lăng tạo hình giống như là một cái khiên với logo 4 vòng tròn lồng vào nhau của Audi. Và chất lượng của xe Đức, vâng, thì các bác thể thấy rồi, một chiếc xe tiền tỷ nó sẽ làm bằng những vật liệu cực kỳ là cao cấp. Chính vì vậy mà sau quãng thời gian sử dụng, các bác thể thấy là chất lượng của nó đến bây giờ vẫn còn rất là tuyệt vời. Đấy, các chi tiết chrome vẫn còn rất là sáng mới này. Hay hệ thống đèn pha của xe thì nó đã được trang bị với những giải đèn LED định vị ban ngày kết hợp với bóng đèn bi projector, rất sáng luôn các chị nhá. Mà các chị để ý đó là viền đèn này, đấy, hay là cái mép đấy, nó không có những khe hở, thì điều này chứng tỏ là chiếc xe nó không bị đâm đụng, không bị va chạm đấy. Kể cả phần đèn gầm phía dưới thì đây thì các bác thể thấy theo thời gian này, và các chi tiết nhựa của nó đấy, kể cả phía dưới này các bác nhìn này, nó quá đẹp luôn. Và chúng ta có thể tiếp tục đi sang phía bên này. Trên lắp capo cũng có những đường gân dập nổi. Audi thì sử dụng rất là nhiều những đường LED, nó đơn giản, nó không gồ ghề gấp khúc như là những dòng xe khác. Nhưng mà phải nói là cái thiết kế này nó mang lại chúng ta một sự tinh tế, đúng không ạ? Và các bác thể thấy, vâng, kết quả đó chính là một chiếc xe với một cái form dáng không bao giờ bị lỗi thời. Xe được trang bị bộ la răng đa chấu với 4 phanh hiệu suất cao. Các bác thể thấy là cái mâm phanh có thể nói rất là lớn, đúng không ạ? Xi nhan cũng là một giải đèn LED tích hợp trên gương chiếu hậu, cảm biến khóa mở cửa ở trên 4 cánh luôn. Vâng, và đương nhiên với một chiếc xe hạng sang không thể thiếu những cái chi tiết nẹp chrome ở viền chân kính, tạo cái điểm nhấn cho ngoại thất của chiếc xe này. Và thực sự là càng ngắm chiếc xe này chúng ta càng cảm thấy nó đẹp. Và đây các chi tiết các bác phải thấy này, vâng, theo thời gian đấy, nhưng mà từ la răng, từ cụm phanh nó vẫn còn rất mới luôn nhá. Tiếp tục đi về phần đuôi phía sau thì các bác chúng ta sẽ có một cái đuôi gió tích hợp đèn phanh, và đặc biệt đó chính là cụm đèn hậu với tất cả những cái bóng này đều được trang bị bóng giải đèn LED rất đẹp, các bác nhìn này đó, và nó sáng rực rỡ như pha lê luôn. Và đây quay cho các bác gần như là không tì vết luôn các chị nhá. Vâng, và thiết kế phần cốp phía sau các bác có thể thấy là rất là mượt mà, đúng không ạ? Và tạo cho chúng ta một cái sự phải nói là một cái thiết kế nhìn bất kỳ góc cạnh nào nó cũng đẹp. Phía dưới là chúng ta có đèn phanh và bô kép thể thao, ok chưa ạ? Và tổng thể sơn xi bên ngoài của dòng xe Đức thì các bác có thể thấy là cái lớp sơn của dòng xe Đức nó cũng đã khác biệt rồi. Đấy, vâng, con này các anh chị thấy là chỉ cần đánh bóng qua thôi là chúng ta đã cảm thấy cái lớp sơn nó bóng như gương. Đấy, vâng, và cái độ phản xạ ánh sáng rất là tốt, đó là chất lượng của chiếc xe Đức. Vâng, và vậy thì 450 triệu có phải là một cái mức giá xứng đáng với chất lượng của em đó hay không? Thì để tiếp tục, ngay bây giờ xin mời các bác chúng ta có thể cùng em khám phá và đánh giá nội thất bên trong của xe, hiện trạng của nó ra sao sau quãng thời gian sử dụng các anh chị nhé.
Chúng ta chỉ phải bỏ ra mức giá 450 triệu nhưng các bác đã có một cái không gian nội thất cực kỳ đẳng cấp và sang xịn với ghế da bò màu nâu cao cấp. Và đây, chất lượng của nó thì các bác cũng có thể ngắm nhìn cùng em. Theo thời gian mà cái ghế da của dòng xe này nó vẫn còn rất là mới. Đương nhiên là ghế da xịn nó sẽ xuất hiện một vài những vết nhăn, nhưng con này các bác có thể thấy là không nhiều. Đấy, và chất liệu da các anh chị chúng ta khi mà sờ vào ấy, các bác sẽ cảm thấy nó mềm như nhung và mát, nó không bị bí như là những dòng da công nghiệp. Đấy, nên là cái bộ ghế da này nếu bây giờ chúng ta mà có bọc lại thì các bác phải tốn ít nhất là cỡ khoảng 60 triệu nhé. Vâng, 60 triệu đồng. Và đây tiếp tục thì để các bác có thể thấy chất lượng xe này. Tất cả từng con móc khóa này, từng cái tem mác nguyên zin nguyên bản như mới xuất xưởng ngày hôm qua. Và đây, độ zin nguyên bản từ ốc bản lề, không một vết vặn luôn các anh chị ạ. Xe được trang bị hai ghế phía trước đều có chỉnh điện. Riêng ghế lái sẽ có tính năng nhớ hai vị trí ghế ở trên đây các bác nhé. Và giống như những dòng xe sang Đức thì các bác có thể thấy là họ sẽ sử dụng thêm những cái vật liệu như là gỗ xử lý bóng vecni kết hợp với những cái thanh nẹp bằng nhôm. Nên các bác có thể thấy này, theo thời gian những chi tiết này làm sao mà nó có thể xuống cấp hay bị sờn, bị bạc, đúng không ạ? Như là những cái chi tiết mạ, đó là giá trị của những vật liệu cao cấp. Và phía dưới này chúng ta cũng có là nhựa kết hợp với da này. Đấy, da này thì các bác có thể thấy là càng dùng càng bóng. Đó, không bao giờ bị sờn, bị rách, nó là như vậy. Và các phím bấm này, gương kính chỉnh điện, sấy gương nhá. Đấy, gập gương cũng có luôn. Ok chưa ạ? Tất cả các chi tiết còn rất mới luôn các bạn. Con này thì như em nói là bên em bao zin nguyên bản cho các bác từ A đến Z nhá. Đấy, để các chị chúng ta hoàn toàn yên tâm khi mà các chúng ta tin tưởng lựa chọn một sản phẩm đã được kiểm định chất lượng bởi Xe Và Đam Mê. Và tiếp tục thì chúng ta có thể thấy là vô lăng của xe này thì nó được trang bị vô lăng 4 chấu, thiết kế rất là thể thao. Hệ thống đèn thì các bác có thể chỉnh ở đây. Đấy, và trên khu vực bản táp lô thì chúng ta sẽ thấy là họ sử dụng nhựa mềm này, kết hợp với cái chi tiết cửa gió điều hòa bằng nhôm. Rất là sang xịn và hệ thống âm thanh thì cực kỳ hay. Đấy, cực kỳ hay các bạn. Màn hình cam lùi. Đấy, và con này có được trang bị phanh tay điện tử rồi. Đấy, vẫn đường vệ tinh này bằng các thông số để cài đặt trên chiếc xe này. Thì các bác có thể thấy nó đều ở trên khu vực bản táp lô với những chi tiết bằng gỗ nhá. Và các bác có thể thấy là theo thời gian này vẫn còn bóng loáng như gương luôn. Hệ thống điều hòa của xe được trang bị hai vùng độc lập. Có sưởi hai ghế trước. Ok chưa ạ? Gương chiếu hậu chống chói chỉnh điện. Đấy, và trần thì là trần nỉ đen và có cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Và các bác có thể thấy từng cái tem mác vẫn còn nguyên zin nguyên bản. Và trần thì rất là mới, gần như không để lại một vết xước sát, vết bẩn nào cả. Đó là một cái giá trị của một chiếc xe hạng sang. Thì đương nhiên chủ nhân người ta bỏ ra một cái mức giá rất là lớn để có thể sở hữu chiếc xe này, thì họ sẽ chăm chút và giữ gìn nó hơn hẳn so với cả những chiếc xe phổ thông, đúng không ạ? Và đó, và bây giờ chúng ta mua được chiếc xe này thì đảm bảo cực kỳ yên tâm. Vậy thì tiếp tục đi về hàng ghế sau thì các bác có thể thấy độ rộng rãi của chiếc xe này mang lại cho hành khách phía đằng sau. Và ghế da cũng là ghế da bò màu nâu rất cao cấp. Cái màu nội thất này thì thực sự đang là hot bây giờ. Anh chị thấy đúng không ạ? Đấy, và giống như là cái màu trên những cái túi Hermes hạng sang vậy. Đấy, và phía dưới này chúng ta cũng sẽ có cửa gió điều hòa. Và các bác có thể chỉnh nhiệt độ và tốc độ gió. Đó. Và trên trần thì các anh chị chúng ta sẽ có những cái đèn nhé. Những cái đèn thì các bác có thể đọc sách hay là chúng ta có thể là để soi sáng cái không gian nội thất. Rất ok, khoảng để trần lớn. Và bảng tapi cánh cửa các bác nhìn này, gần như là không để lại một vết xước sát gì luôn. Vâng, nó quá đẹp các bạn. Đấy, các anh chị nhìn này, nguyên zin nguyên bản. Đấy, từ cái móc khóa các bác nhìn về. Đấy, hay là từ những cái hướng dẫn này. Đấy, để làm sao cái tựa đầu làm sao để cho nó hợp lý nhất thì các bác có thể thấy. Đấy, và móc khóa của nó sáng choang, quá đẹp luôn. Vâng, con này thực sự mà nói là không từ gì để chê các chị nhá. Cốp phía sau thì đương nhiên là chỉnh điện rồi. Và đây, đấy, các bác sẽ có một cái khoang cốp khá lớn, đủ chỗ cho các anh chị ta mang theo vài cái vali trong những chuyến đi của mình. Đấy, và các bác có thể thấy là từ những cái lớp nhung, lớp nỉ của nó này, nhưng mà rất là xịn sò nhá. Các bác có thể gập cái hàng ghế thứ hai lại để tăng cái thể tích cốp này. Đấy, và đây, quay cho các bác những chi tiết nỉ của nó theo thời gian mà còn mới đến mức độ như vậy. Và phía dưới này thì chúng ta sẽ có lốp dự phòng này, nó là một lớp mỏng thôi, và đồ đạc kích thay thế tất cả nguyên zin nguyên bản nhá. Đấy, ok chưa ạ? Vâng, thì các bác có thể thấy. Và cốp điện thì đương nhiên, đấy, chúng ta chỉ cần ấn vào đây thôi. Đó, các bác thấy rất chắc chắn, đúng là xe Đức. Vâng, giống như là một cỗ xe tăng vậy. Và tiếp tục thì chúng ta có thể kiểm tra giúp em sang cái bảng tapi cánh cửa bên này. Đấy, và những vật liệu của nó các bác nhìn này, rất cao cấp, gỗ, nhôm, da. Và nhựa cũng là nhựa cao cấp,
nên là theo thời gian chúng ta thấy nó không bị xuống cấp, đúng không ạ? Các chi tiết nguyên zin nguyên bản, quá đẹp luôn. Và các bác có thể sang phía bên này. Đấy, ghế phụ cũng chỉnh điện các bác nhá. Đấy, con này là chỉnh điện. Đó, tất cả nguyên zin nguyên bản. Quá đẹp luôn. Tablo tapi các bác nhìn này. Đấy, các chi tiết của nó. Vâng, vậy thì nội thất và ngoại thất của xe thực sự đã rất là ok. Bây giờ chúng ta có thể cùng em kiểm tra tới khoang động cơ của xe này, xem hiện trạng của nó ra sao sau quãng thời gian sử dụng. Vâng, vậy thì đây là khoang động cơ máy xăng 2.0 TFSI nổi tiếng của chiếc Audi Q5. Đấy, và các bác có thể thấy là xe Đức thì độ an toàn rất là cao, nên là ngay ở đây này, các bác có thể thấy này, nó có trang bị thêm những cái thanh rằng chống lật. Đấy, và tất cả tình trạng các bác nhìn này, tem mát nguyên zin nguyên bản từng cái mã vạch. Ok chưa ạ? Đấy, và máy thì cam kết cho các anh chị là không một lỗ nhỏ nhá. Đấy, không một lỗ nhỏ các bạn. Đấy, anh chị nhìn này, da máy rất là sáng màu, tươi luôn. Đó, và một chiếc xe đẹp nó phải như vậy. Đấy, các chi tiết đầu răng đây các bác nhìn này. Rất ok nhá, cabo này, tấm cách âm này. Đấy các bác nhìn này. Vâng, thực sự là cực kỳ là xuất sắc các bạn. Đó. Vâng, vậy thì chi tiết chất lượng cho xe các bác có thể đánh giá được rồi đúng không ạ? Và ngày hôm nay mức giá tri ân cho quý anh chị một giá luôn, để cho quý anh chị nào yêu mến và quan tâm, các bác hãy chốt trực tiếp với bác Phúc theo hotline là 0935 3233, 450 triệu đồng cho chiếc xe này. Vậy thì một lần nữa cảm ơn các anh chị đã cùng theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay của showroom Xe và Đam Mê. Nếu các anh chị ta mà cảm thấy thực sự quan tâm, các bác hãy nán lại và chúng ta kiểm tra lốt phần gầm để đánh giá được 100% chất lượng chi tiết của chiếc xe này các chị nhé. Một lần nữa cảm ơn các bác đã cùng theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Vâng, hãy nán lại và kiểm tra phần gầm của xe này. Và các bác tiếp tục theo dõi cái phần gầm của chiếc Audi xem cái giá trị xe của nó như nào. Và tôi cũng khẳng định luôn, tất cả các kênh nếu không chuẩn không bao giờ dám quay phần gầm cho các bác. Tại sao ạ? Các bác có thể thấy nếu nó xảy va chạm thì sao, đúng không ạ? Xe nó kém chất lượng thì nó có được như thế này không ạ? Đây là những chiếc xe tuyển chọn rất là kỹ, thậm chí rất nhiều xe mới được một con như thế này các bác nhé. Đấy, đây các bác nhìn nào. Đấy, chuẩn men nhé. Đấy, chuẩn thì nó mới thế này, đúng không ạ? Những cái càng này vô cùng giá trị hợp kim. Đó, các bác có thể thấy trắng tinh hết này, cổ phanh này. Đấy, không bao giờ han gì đúng không? Đấy, tất cả những bộ này hợp kim hết nhé, hợp kim hết các bác ạ. Đấy, máy móc của nó con này quá chất này, khô giòn hết luôn, chuẩn men nhá. Đấy, từ cái cắt te học số này các bác nhìn không? Chuẩn mức độ như này để máy quay cho các bác yên tâm này. Đấy, chuẩn men chưa? Đấy, gầm bệ này, đây tất cả này. Đấy, các bác có thể chiêm ngưỡng thì đúng hơn. Đấy, chuẩn nhá. Và phần gầm của nó thì tuyệt vời rồi, gầm cao thì chả biết chạm gì các bạn. Bô này, toàn bộ thép không dỉ này, như các dòng xe bình thường thì nó han dỉ hết rồi, nó đỏ quạch, nó không bao giờ như này. Và từ những cái tấm nhựa phủ gầm này, chuẩn men này. Đấy, các bác nhìn này, gầm nhá. Đấy, xe chuẩn nó mới như thế này, tiền nào thì của ấy thôi. Đấy, và đặc biệt cái càng A tôi đánh giá cao cái dòng này, và dòng của BMW này càng rất to này, những cái mã của nó này. Đấy, nó tăng cái độ êm của nó này, các bác nhìn này, chất của nó này. Đấy, mã này. Đấy, các bác thấy không? Đều có mã hết. Đây là hệ thống cầu sau này, chuyển cầu sau này. Đấy, đây các bác này, bác chiêm ngưỡng luôn, đúng là một từ chiêm ngưỡng luôn. Đấy, bồ này, bồ này. Đó, cổ lốp từ phòng sau này, chuẩn men nhé. Đấy, các bác có thể thấy nhá, cái xe quá đẹp luôn, đúng không ạ? Đấy, xuất sắc thì dám lên cầu cho các bác xem như này, chứ làm sao bình thường anh em làm dám cho các bác xem như này. Vậy thì tiền nào thì của ấy thôi các bác ạ. Đấy, hệ thống treo nó êm là phải thôi. Tuyệt vời luôn. Càng đấy. Thank you tất cả mọi người. Đó là giá trị của xe qua sử dụng mà các bác nên cần phải tìm hiểu.